xã hội dự báo thời tiết hôm nay 12 tháng 2, Bắc Bộ tăng nhiệt, trời ấm hơn hôm nay 12 tháng 2. Tại miền Bắc, không khí lạnh suy yếu khiến trời ấm dần, nhiệt độ tăng từ 2-3 độ C so với ngày hôm. Let's look at why.